thấy Phật tánh của tất cả mọi người, cho nên đó, thấy được cái tốt của người. Cho nên kinh nghiệm của thầy đó, nếu mà thầy không thấy được cái tốt của các Phật tử thì chắc không ai theo thầy đâu. Cho nên học theo Ngài Địa Tạng có 1000 cái xấu thầy không thấy đâu, nhưng mà có một cái tốt đó, thầy cũng thấy. Thank you.
Thank you.
Thank you.